Để cố sáng này. Chờ lại. Dùng cổ sáng thứ hai này. Mua được 4 cổ. Ôi cha, muối nè. Hôm qua ăn hết cổ rồi, bây giờ còn 4 cổ. Và cổ sáng này. À. Chấm. Con lấy dâm lột em cánh biển. Cánh biển. Con dạo không con? Con dạo không này mẹ? Đang cánh biển cũng được mà. Dùng ít thập thế hơn. Cái này bắt tấm mốc hả? Có chăn bún. Trong cái muối mà cái chay vào, cái ớt Việt Nam chay hơn nữa cũng đó. Chấm muối nè. Củ này, củ sắn rồi gỡ ăn cũng ngon. Đã. Đã quá. Tức là ăn củ cũng ngon, ngon bụng. Thả mừng lọc ra tấn bốc luôn thả cái cổ đây hồ nhỏ mình đi cái đây tầm ở dưới đất mình kéo lên nhớ hồ nhỏ thả cái cổ tấn bốc này thả dùng cái cổ về đúng là củ tỏi ha. Cái cổ về ăn ít cái ngọt hơn là cái tái lơ tái lơ cũng ngọt. Cái này không có hộp không có bé. Nó không có hộp phải không? Thịt tương ứng không?